1. Bạn ơi, mình tìm hiểu câu lạc bộ báo chí. Cảm ơn. Nè cháu, cháu ơi, đây là ký túc xá nam, con gái không được vào đâu. Cháu biết mà cô, cháu là sinh viên năm nhất mới vào, cháu chỉ vào tìm bạn thôi ạ. Vậy cũng không được, không được làm trái quy định của trường. Cô cho cháu 2 phút thôi ạ. Không được. Cháu còn thế này cô gọi bảo vệ đó. Châu Tư Việt, Châu Tư Việt, tôi tới tìm cậu đây. Châu Tư Việt, cậu mau ra đây đi. Cậu còn không ra tôi vào đó. Châu Tư Việt, Châu Tư Việt, tôi tới tìm cậu đây. Châu Tư Việt. Đinh Sư. Đinh Tiễn. Châu Tư Việt, gặp được cậu thật là vui. Gọi điện cậu không nghe, gửi tin nhắn cậu không trả lời. Tôi còn tưởng là cậu sẽ không gặp tôi nữa đó. Tôi tới đây là muốn nói với cậu một chuyện. Cậu nói đi. Tôi thích cậu. Cậu có bao giờ thích tôi chưa? Đinh Tiễn, hiện giờ tôi không có ý định yêu đương. Cũng không còn sớm nữa, cậu mau về đi. Sau này hãy chuyên tâm học hành, đừng tới tìm tôi nữa. Chúng ta đã hẹn cùng nhau thi vào Hoa Thanh. Giờ tôi đã làm được rồi. Tôi chỉ muốn biết là rốt cuộc cậu có bao giờ thích tôi chưa? Thích hay không thích? Quan trọng lắm sao? Đinh Tiễn, chúng ta đều có cuộc sống riêng. Vậy thì đã sao? Châu Tư Việt, cậu có biết bí mật của tôi không?
cũng không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Khởi động. Năm 2009, mùa hè phương Nam thật là nóng. Chúng tôi tạm biệt thị trấn Khách Sơn, chuyển tới thành phố Thâm Hải. Mọi thứ bên ngoài cửa sổ đều trở nên thật lạ lẫm. Tất cả đều là sự khởi đầu mới. Hy vọng thành phố Thâm Hải này sẽ đối xử tử tế với tôi một chút. Hy vọng học kỳ mới có thể tiếp tục giữ được thành tích tốt, có thêm những người bạn mới. Hy vọng là mọi chuyện sẽ đều thuận lợi. Bác Tài, anh từ từ thôi nhé, nhất định phải nhẹ tay với cái tủ này. Nào nào, bên này. Tiễn Tiễn, sách của cháu nè, cầm chắc nhé. Tư Diệt, Tư Diệt, chìa khóa đâu? Cậu lười quá đi mất. Anh sao vậy? Trật chân rồi. Ngay ra đó làm gì chứ? Còn không mau dọn đồ đi, lề mề quá. Đinh Tuấn Thông, rộng thật đó. Mọi người tranh thủ thời gian đi nhé, lát nữa còn phải ra ngoài ăn cơm nữa. Tủ lạnh, đúng, đúng rồi, để sát tường đó. Những thứ khác để vào phòng ngủ nhé. Thông Thông, Tiễn Tiễn, hai con ở chung một phòng, con không thích. Con lớn thế này rồi, con không ở chung phòng với em ấy đâu. Nếu không thì con đến trường ở. Đến trường ở cái gì? Khu tập thể tốt thế này lại không ở, lại thích tiêu tiền à? Con nghĩ nhà mình nhiều tiền lắm sao? Được rồi, được rồi, chắc phải ở đây một phòng nhỏ thôi. Anh không cần phòng đọc sách đâu, để cho chúng nó làm phòng ngủ đi, được không Yển Nhàn? Được, vậy hãy để tự dọn đi. Ừ, được, được. Từ từ thôi, vậy con muốn phòng này, em cũng muốn phòng này. Đinh Tấn Phong, sao lại đẩy chị hả? Mẹ ơi, mẹ ơi, làm gì vậy hả? Cái thằng này con. Em xin lỗi chị đi, em không xin lỗi. Em không xin lỗi được thôi, chị sẽ ở phòng này, em không chịu. Thằng nhóc chị em ở phòng rộng làm gì hả? Em không biết, em cứ ở đó, em không ở phòng này. Tiễn Tiễn, Tiễn Tiễn, con là chị, con nhường cho em đi, được không? Mẹ, Nguyễn Nhàn, tủ thuốc của anh đâu? Em không biết, tự anh tìm đi. Em thật là, tủ thuốc sao mất tiêu rồi? Tiễn Tiễn, không sao chứ? Không sao ạ? Không sao thì nhanh lên đi, cả nhà lão Châu còn đang đợi đó. Con không muốn đi, đừng lề mề nữa, nhanh lên. Tới đây. Lão Châu, Văn Thành, chờ mãi anh chị cũng tới rồi. Mau mau vào đi, chờ chú đi. Không cần thay dép đâu, cháu chờ chú. Không cần thay dép đâu, không phải chứ, sàn nhà sạch thế này mà. Anh thế này, duyên trường lớp phiền anh nhiều rồi. Đây chỉ là chút quà mọn thôi.
Anh lại còn khách sáo với tôi nữa à? Để tôi để đây cho anh nhé. Không cần thay dép đâu, vào nhà đi. Tiểu Vân, Vân Thành tới rồi nè. Chào anh chị. Chị đang bận à? Chào anh chị. Lão Đinh, Nguyễn Nhàn, hoan nghênh anh chị. Đây chính là cô Lý mà mẹ thường nhắc tới con đó. Có phải, xin lỗi cô Lý, thực ra mẹ cháu chưa từng nhắc tới cô đâu ạ. Tôi đã muốn đưa Tiện Tiện tới thăm chị lâu rồi. Có phải không con? Dấu hiệu thứ nhất của tuổi hoảng loạn là nói dối không chớp mắt. Cháu chào cô Lý. Cháu thường xuyên nghe mẹ cháu nhắc tới cô ạ. Ngoan quá. Chân Thành ngồi đi, phải đó chúng ta đừng đứng nữa. Mà ngồi xuống ăn cơm nào, được thay dép đi. Ba con nhà chú Châu là bạn từ nhỏ, lần này tới Thâm Hải làm việc đều nhờ chú Châu cả. Hai đứa đừng gây chuyện đó nhé. Trước khi anh tới, tôi còn bảo với Tiểu Dân nhà tôi đó, bao lâu rồi không gặp Thanh Dân nữa. Mau ngồi đi, tối nay nhất định phải uống cho đã. Vậy sao, nhất định phải uống một trận ra trò. Nhanh lên, chị không phản đối chứ. Không phản đối, không phản đối. Hai cậu này là bạn học của Tư Diệp, hôm nay tới nhà chơi game cùng nhau. Cháu chào cô chú ạ. Chào cháu, chào cháu. Còn Tư Diệp đâu, lại ngủ rồi à? Gọi nói đi. Cháu thiếu gia, đừng ngủ nữa. Mẹ cậu bảo cậu ra cơm nè. Cháu tới đây, giờ mấy đứa nó học hành vất vả quá. Đông người vậy hả? Tư Diệp, mau chào hỏi chú Đinh và cô Diệp đi. Chú Đinh, cô Diệp, đã lớn thế này rồi. Xin lỗi nhé, có gì đâu mà xin lỗi. Nào, chúng ta biết bao năm không gặp rồi. Cạn ly chúc mừng cái đi. Phải đó, hoan nghênh, hoan nghênh. Cảm ơn, làm phiền rồi. Mọi người vất vả rồi. Ăn đi nhé. Tiễn Tiễn, cháu còn nhớ chứ? Tư Diệp, hồi nhỏ hai đứa từng gặp nhau rồi. Tư Diệp, trông thật khôi ngô. Mới đó mà đã lớn thế này rồi. Hồi lúc nhỏ, cô còn từng bế cháu đó. Thời gian rồi nhanh thật đó. Phải đó, thì đó, đều lên cấp 3 cả rồi. Phải rồi Tiễn Tiễn, nghe nói là cháu thi cấp 3 ở huyện đạt thứ nhất, tốt lắm phải không? Cháu được 695 điểm mà. Khá đó. Cháu thi cũng chưa phải là tốt lắm mà. Tiễn Tiễn nhà chúng tôi lúc thi học bài tới tận 2 giờ sáng, nói sao cũng không chịu nghe. Con bé này ham học lắm. Tư Diệp, cháu thi được bao nhiêu điểm? Cháu được 680 điểm. Vậy thì mới vừa điểm chuẩn hả? Tư Diệp thông minh bẩm sinh, thi chơi chơi cũng qua được điểm chuẩn. Trước khi thi bọn cháu còn cùng nhau chơi game đó. Cháu cũng là bạn học của Tư Diệp hả? Vậy cháu được bao nhiêu điểm? Cô à, điểm số đủ dùng là được rồi. Cô cũng nói với Tiễn Tiễn như vậy đó. Điểm số đủ dùng là được rồi. Nhưng mà Tiễn Tiễn nhà cô ham học nhưng cũng hiếu thắng lắm. Được rồi, em bớt nói lại đi, mau ăn đi. Nhìn Tiễn Tiễn biết ngay là đứa ngoan, sau này nhất định sẽ làm nên chuyện. Là do anh dạy dỗ tốt đó Lão Đinh. Cái gì mà tôi dạy dỗ tốt chứ? Anh cứ đùa, sau này phải học hỏi kinh nghiệm anh mới được. Học hỏi kinh nghiệm tôi, học hỏi lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau. Phải đó, về phương diện học thì Tiễn Tiễn trước giờ chưa từng khiến tôi lo lắng. Tư Diệp, sau này trong việc học hành có vấn đề gì, cháu có thể thảo luận cùng nhau nhé. Tiễn Tiễn biết cả đó. Không thành vấn đề à? Nhất định rồi. Tốt quá, tốt quá. Hai đứa, sau này giao lưu tình cảm nhiều vào nhé. Dù gì thì ông nội hai con còn hứa hôn nhân cho hai đứa từ thuở nhỏ rồi đó. Em nhắc tới chuyện này làm gì? Thì nhắc tới đây rồi mà. Đúng là có chuyện này đó. Nhưng mà bây giờ hai đứa nó mà nói chuyện này thì còn hơi sớm. Dẫu sao cũng mới chỉ học cấp 3 thôi. Đúng vậy, phải phải. Việc học là trên hết. Nào nào, thủ tục từ hôn cần những gì vậy? Cái thằng bé này, cô Diệp đùa với con thôi mà. Con tưởng thật à? Đúng đó. Con cũng nói đùa với cô thôi mà. Nào nào, thằng bé thứ gì đó. Ai mà thèm cậu chứ. Chú Đinh, cô Diệp, cô chú ăn nhé. Cháu ăn no rồi ạ. Ăn ít vậy sao? Buổi sáng ăn no quá, mọi người ăn đi ạ. Cháu ăn no rồi ạ. Cháu cũng ăn no rồi ạ. Đào đào, kệ chúng đi. Đào đào, ngại quá. Đám con trai ở độ tuổi này có hơi ngỗ nghịch. Phải phải, nhà chúng tôi cũng vậy mà. Phải, chúng nó đều như vậy cả. Chị, em muốn đi vệ sinh. Được, chị đem đi. Cháu thi được 695 điểm. Tiễn Tiễn nhà chúng tôi hiểu chuyện lắm. Tôi chả phải bận tâm gì cả. Tiễn Tiễn nhà chúng tôi cái gì cũng biết. Mẹ cậu ta còn định kết thân với Tư Diệp chúng ta nữa. Thời buổi nào rồi mà còn hứa hôn nữa chứ.
Phải đó, được cười. Các cậu có thấy cục u trên trán cậu ta không? Có giống cái sừng không chứ? Còn ở đó mà che, làm như bọn mình không thấy vậy. Nhìn cứ như quái vật xoe vậy. Là cái con màu xanh xanh phải không? Còn có cô vợ tên gì nhỉ? Fiona. Công chúa Fiona. Thế nào? Cảm giác có gì không tê? Có sung sướng không? Cậu bớt nói đi được không hả? Cậu đạp nữa xem. Chị ơi, hết giấy rồi. Không phải là nghe thấy hết rồi đó chứ? Làm sao đây? Đi mở cửa đi. Tự mình làm sai, tự đi mà gánh đi. Đi mau. Tiểu yêu, người đẹp. Có gì à? Nhà vệ sinh hết giấy rồi. Chỗ cậu có không? Có. Mượn giấy vệ sinh. Không uống nữa đâu. Không được, không uống nữa đâu. Lão Châu. Vừa rồi có phải nghe thấy hết rồi không? Tổ lượng của anh tiến bộ đó. Nếu mà tôi từ hôn thì có phải là cậu vui không? Phải. Vậy thì tôi không từ. Dấu hiệu thứ hai của tuổi quảng loạn, quyết không cho cậu ta tội nguyện. Giấy tới rồi đây. Con bé này, con nói xem, chẳng biết chủ động gì cả. Hôm nay có cơ hội tốt như vậy mà cũng không biết nói thêm vài câu với Châu Tư Diệt. Con không biết nói gì với cậu ta, chẳng có gì để nói cả. Con y như ba con, chẳng biết giao lưu gì hết. Sau này ra ngoài xã hội rồi chắc chắn sẽ thiệt thôi. Con xem Châu Tư Diệt người ta đó, nhìn là biết ngay quan hệ rộng. Giao tiếp xã hội của con chẳng phải bị mẹ phá hỏng rồi sao? Con nói cái gì đó? Con lục cái gì vậy? Mũ của con đâu? Không có ở đây, đừng động vào. Con lục lung tung lên, mẹ không dọn nổi đâu. Đi ra ngoài đi. Vậy mẹ có biết gần đây có tiệm thuốc nào không? Sao mẹ biết được? Đợi mẹ dọn xong rồi mẹ tìm thuốc cho con. Tiễn Tiễn, hay để ba đi cùng con. Không cần đâu ba, con tự đi được. Con ra tiệm thuốc đây. Tuyệt vời. Kém thế, chả vui gì. Buổi chiều đi đâu vậy? Chơi bóng. Anh trai, cậu không nhìn thấy chân của tôi bị thương thế này sao? Cậu có chút nhân tính được không? Đau. Cậu còn biết đau sao? Lúc nãy cậu nói người ta vui vậy mà. Tôi không đùa với cậu đâu, tôi đau thật đó. Giả lại, sao lại thấy càng lúc càng đau vậy? Hay là hai cậu đưa tôi đi khám xem sao? Vừa hay tôi có biết một chỗ. Chỗ như nào? Cậu đau thì đừng có kéo theo tôi chứ. Chàng trai, đau có chút mà cũng không chịu nổi à? Chú ơi, có thể nhẹ hơn một chút được không ạ? À? Sắp xong rồi đây, cháu sắp không chịu nổi rồi. Cô bé, học trường trung học Thâm Hải phải không? Sắp khai giảng rồi đúng không? Chú biết cháu tìm gì rồi? Cái này giúp tăng cường trí nhớ đó. Mấy loại này, về nhà bảo ba mẹ cháu xách cho cháu uống. Không phải cháu muốn mua mấy thứ này đâu ạ. Vậy cháu muốn mua cháu chỗ này. Cháu bị va vào đâu đó? Va phải ma quỷ à? Chú không cần biết cháu va vào cái gì. Chú giới thiệu cái này cho cháu. Chú đảm bảo hôm nay cháu thoa lên là ngày mai hết hẳn, như chưa từng bị va luôn. Nào, thử xem. Cố lên. Tôi đi thanh toán trước đây. Cố gắng lên nhé. Tiêu Diệt, tôi đi với cậu. Ông chủ, tính tiền. Chờ chút nhé. Trùng hợp vậy.
Ai trùng hợp với cậu? Sao cục u của cậu càng lúc càng to vậy? Tôi chẳng thèm so đo với cậu. Ông chủ, cháu không mua nữa đâu. Cô bé, cháu còn chưa trả tiền mà. Cháu đã dùng đâu ạ? Mở nắp rồi, sao chú bán cho người khác được? Vậy bao nhiêu tiền? Giá gốc là 100 tệ đó. Chú thấy mấy đứa là học sinh, giảm 20% cho cháu đó. Còn 80 tệ được rồi. 80 á? Cái này ở quê cháu có mười mấy tệ thôi. Đây là thuốc độc quyền của tiệm chú đó. Tiền mua nguyên liệu đã đắt lắm rồi. Vậy cháu có thể mua nửa chai được không ạ chú? Nửa chai? Cô bé, cháu đùa với chú sao? Ông chủ, đây, cháu mua luôn. Đây là tiền bấm nguyệt chân phải không? Đủ chưa ạ? Đây là tiền chai thuốc này. Cảm ơn, cảm ơn. Chú gói lại cho cháu nhé. Cảm ơn nhé. Tuần sau được tiền quà sinh nhật, tôi sẽ trả cho cậu. Thế này đi, giờ cậu mời tôi ăn cơm thì hai chúng ta coi như về. Được thôi. Cậu muốn ăn gì? Đương nhiên là ăn một bữa thật ngon rồi. Đi. Cô bé, thuốc của cháu. Cảm ơn. Không có gì, đi thông thả nhé. Ông chủ, cậu đến rồi à? Cho một suất trứng cá chiên. Được. Ông chủ ơi, thêm một phần trứng kho nữa. Đợi chút nhé. Ngồi đi. Bữa ăn ngon mà cậu nói là cái này sao? Quán này mở được mười mấy năm rồi. Rất ngon đó. Chuyện hôm nay cậu đừng nghĩ nhiều làm gì. Bọn họ thường ngày đều như vậy. Có hơi khó nghe nhưng không có ác ý gì cả. Nào, đồ ăn đây. Cảm ơn nhé. Ăn đi. Ăn đi. Không có độc đâu. Đúng là rất ngon đó chứ. Cậu cũng ăn đi. Tôi không đói, cậu ăn đi. Thâm Hải có nhiều đồ ăn ngon lắm. Sau này có cơ hội, cậu đều có thể đi ăn thử. Ông chủ, cho thêm một phần trứng kho nữa. Được, không cần đâu, tôi ăn cái này đủ rồi. Phần trứng kho này gọi ra để cậu xoa đầu, chứ không phải để cậu ăn đâu. Cậu xem đầu của cậu sưng, sắp thành cái sừng rồi đó. Sừng gì mà sừng chứ. Trứng kho đây. Tính tiền đi. Được. Con về rồi đây. Sao mẹ lại mua cái này nữa? Hôm trước con mới mua một túi xong. Nhân viên tiếp thị ở siêu thị giới thiệu đó. Mẹ thấy chất lượng cũng được lắm. Quan trọng còn được tặng cái tạp dề nữa. Đúng rồi, ngày kia con bắt đầu khai giảng rồi. Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết chưa? Mai con khai giảng rồi mẹ. Mai sao? Con xem, mẹ bận cái là lú lẫn luôn. Không sao, cũng như nhau thôi. Sắp khai giảng rồi, con đừng để bị cảm đó. Đổi mùa nên nhiệt độ buổi sáng và buổi tối chênh lệch lắm. Mẹ đi lấy áo khoác cho con. Không cần. Không cần đâu. Không sao đâu mẹ. Chắc là có người nói xấu con đó. Trứng kho. Trứng kho thối. Ngày mai cuối cùng cũng trở thành học sinh của trường trung học Thâm Hải rồi. Nhưng mình hy vọng ngày mai khi khai giảng, đừng để mình gặp lại cái tên xui xẻo đó nữa.
Hết thật rồi. Đinh Tiễn, con nhanh lên, nếu không thì không kịp đi cùng ba đâu. Ba đi trước đi, con tự đi. Anh không kịp rồi. Được, vậy con tự đi nhé. Con nhanh lên đó. Đinh Văn Thành, ngày đầu tiên đi làm phải chú ý một chút nhé. Ừ, anh đi đây. Đi từ từ thôi nhé. Mẹ, mẹ thấy phù hiệu của con đâu không? Không thấy, con để đâu rồi? Con... Em cười gì? Có phải em lấy không? Không, em còn chưa hề chạm vào nó nữa. Đình Tuấn Phong, con lấy phải không? Mau đưa cho chị, con xem. Đang gấp kìa, con không lấy. Đinh Tiễn, tìm thấy chưa? Vẫn chưa. Con để đâu vậy? Con bé này vứt lung tung. Con để trên bàn mà. Không kịp nữa rồi. Nhanh lên Đinh Tiễn, mau đi đi. Vậy con đi trước đây. Con gái con đứa sao lại ngồi bệt dưới đất chứ? Mẹ, con đi đây. Chậm thôi, cẩn thận chút. Alo, Tưởng Trầm, xe đạp của tôi cậu mượn cả kỳ nghỉ hè rồi. Trưa nay cậu mang đến trường cho tôi nhé. Sắp muộn học rồi. Trường chẳng phải ở bên này sao? Đừng đóng, đừng đóng. Chào các thầy cô giáo và các em học sinh. Vào thời điểm thời tiết mát mẻ, trăm hoa đua nở thế này, trường chúng ta lại chào đón một khóa học sinh mới. Tại đây, chúng ta cùng chào đón sự có mặt của các em. Đợt thi đại học vừa mới kết thúc, khối cấp 3 trường của trung học Thâm Hải chúng ta lại một lần nữa giành được. Em học sinh này, sao ngày đầu tiên khai giảng lại đến muộn vậy? Em bị lạc đường. Lạc đường? Sao em không lạc luôn đi? Ra đằng sau đứng đi. Nhanh lên. Tại đây, thầy xin chân thành chúc mừng các em. Thầy biết có rất nhiều bạn đều từ cơ sở chính thi vào đây. Thầy cũng tin rằng chắc chắn các em sẽ không thấy lạ lẫm với nơi này. Nhưng mà cấp 3 là một khởi điểm hoàn toàn mới. Đến sớm đó nhỉ. Thật xui xẻo. Cùng với các thầy cô xây dựng một nếp học tập tốt. Tôi quen biết cậu bao nhiêu năm như vậy, tôi dùng gương của cậu một chút không được sao? Không được. Đồ keo kiệt. Cậu mới là keo kiệt đó. Vậy cậu cho tôi dùng một chút đi. Tôi không muốn cho cậu dùng. Được lắm. Tình bạn suốt bao nhiêu năm đây. Con thuyền tình bạn nói lực là lực. Khổng Sa Định, gì nữa? Tống Tử Kỳ, tại sao tôi vẫn không thoát khỏi ranh giới của cậu vậy? Ai thèm người cuộc bàn với cậu chứ? Cậu được đó. Ngày đầu tiên đi học đã tới muộn rồi, sợ gì chứ? Dù sao thì cũng không phải là mình tôi đi muộn. Nhìn tôi làm gì? Tôi còn ngồi chỗ khác được đâu. Phù hiệu của cậu đâu? Thôi xong, hai cậu tiêu đời rồi. Chắc chắn sẽ trở thành đối tượng chăm sóc đặc biệt của Mợ Lưu. Mợ Lưu? Ai vậy? Cậu không biết à? Là người cứ nói liên hồi ở lễ khai giảng sáng nay đó. Giống y như mợ của tôi. Chuyện gì thầy ấy cũng can thiệp được. Từ thành tích học tập đến đầu tóc dài bao nhiêu, chỉ cần là những gì có thể quản là quản hết. Chắc hẳn khi nãy hai cậu được tỉnh giáo rồi nhỉ? Chào các em. Thầy là thầy giáo môn chính trị mới của các em. Thầy tên là Đinh Văn Thành. Thầy Đinh, chúng ta có thể bắt đầu bài giảng luôn được không ạ?
Cũng được, cũng được. Vậy các em mở đề của năm ngoái ra đi. Chúng ta xem câu đầu tiên nhé. Cả lớp đứng. Chào thầy ạ. Ngồi xuống đi. Đặng Uyển Uyển, trước khi chính thức bắt đầu các sự lớp mới, em làm lớp trưởng tạm thời nhé. Được, thầy bổ nhiệm thì mấy điều. Cậu xem bộ dạng đắc ý của cô ấy kìa. Thi đại học ấy, sau khi Xuân Thần xin nghỉ phép, trong cô ta phấn chứng lên rất nhiều. Nó là kiểu nhìn quân dạng mã qua cầu độc mộc. Kể từ giây phút này là chính thức bắt đầu rồi. Mũi tên đã bắn ra là không thể rút lại được. Các em đã bước vào cánh cửa này rồi. Các em chính thức là học sinh của trường trung học Thâm Hải. Các em ít ra cũng phải xứng đáng với tấm phù hiệu của trường trung học Thâm Hải này chứ. Trong học tập, các em vẫn phải chuẩn bị tốt tâm lý. Cậu không cần thiết phải ghi chép hết mấy lời tẩy não này nữa đâu. Môn học rất nhiều, độ khó cao. Không ai dạy cậu là đừng nhìn lung tung sao? Còn nữa, tôi có tên đó. Được thôi. Biết rồi. Tôi nói cho cậu biết, sau này cậu đừng có bắt chuyện với tôi. Tôi bắt chuyện với cậu? Ai bảo cậu cứ tìm tôi nói chuyện chứ? Đừng có lôi kéo làm quen tôi. Sắp thay đổi chỗ ngồi rồi. Chúng ta chẳng qua chỉ là bạn cùng bàn tạm thời thôi. Được. Bạn cùng bàn tạm thời. Về chỗ ngồi. Tạm thời chưa cần đổi vội. Một tháng sau sẽ tiến hành thi cử. Cho các em thời gian một tháng ôn tập lại hết tất cả những kiến thức đã học. Một tháng sau sẽ căn cứ theo thành tích của các em để điều chỉnh lại chỗ ngồi. Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay, thầy mà còn phát hiện ra ai đi học không đeo phù hiệu, thầy sẽ cho bạn đó về nhà luôn. Thầy không nêu tên nữa. Là ai thì trong lòng người đó tự biết. Chú Đinh. Bách Tòng à, không ngờ chú lại dạy lớp của cháu. Cháu ngồi ở đâu vậy? Người kia à? Cháu xem mắt của chú, chú không nhìn thấy cháu nữa. Lớp 12 sách vở chất cao, không nhìn thấy cũng là chuyện bình thường thôi ạ. Không ngờ cháu đã lớn thế này rồi. Chú cứ ngỡ như mới hôm qua cháu dắt Tiện Tiện chạy lung tung khắp phố. Phải rồi chú Đinh, Tiện Tiện cũng thi vào rồi chứ ạ. Nó học lớp 13. Tiện Tiện vẫn luôn coi cháu là tấm gương học tập của nó. Nó phải cố gắng lắm mới thi đỗ vào được trường Thâm Hải đó. Vậy à, lớp 13 là lớp chọn phải không? Giỏi hơn cháu lúc mới vào rồi. Chú Đinh cũng đến dạy ở trường của cháu yên tâm rồi. Như vậy thì Tiện Tiện và chú có thể chăm sóc lẫn nhau. Đúng vậy, buổi trưa chú còn có thể ăn cơm cùng với Tiện Tiện. Chú phải đi luôn đây. Chú còn phải đi họp nữa. Chú đi trước ạ. Chú Đinh. Chú Đinh. Ừ, cảm ơn cháu nhé. Chú đi từ từ thôi. Tư gì? Đi ăn cơm thôi. Đi thôi, bạn cùng bạn tạm thời. Hai cậu có đi không vậy? Tôi đói sắp chết rồi đây. Đi. Đợi một chút. Tôi có chuyện muốn bàn với các cậu. Sắp đến ngày nhà giáo rồi. Xem có chuẩn bị quà gì cho thầy hay không? Phải rồi, Tư Diệt. Thầy Lưu tìm cậu. Nói chuyện đội tuyển thì Olympic gì đó. Vậy mọi người đợi tôi một lát. Được. Châu Tư Diệt sao vẫn chưa đến vậy? Cậu ấy không đến. Nhà ăn hết đồ ăn luôn đó. Đi đâu rồi? Không biết. Đến Tiễn, chúng ta đi ăn cùng nhau đi. Nghe nói nhà ăn của khối cấp 3 cao cấp lắm, không giống với cơ sở chính. Đúng đúng, đợi cậu ấy nữa. Đi thôi, đi ăn cơm. Ở trường mà vẫn phải ăn cơm với ba, ngượng chết mất. Các cậu đi đi.
lại chạy gì chứ? Tại hai cậu đó, hồi sáng cứ chọc ghẹo người ta nên người ta nói không đi ăn cùng với chúng ta. Liên quan gì đến tôi chứ? Cậu không hỏi xem Châu đại thiếu gia bên cạnh tôi chọc ghẹo người ta thế nào đi? Liên quan gì đến tôi? Vậy cậu phải giải thích cho tôi xem. Sao cậu ấy nhìn cậu lại chạy vậy? Chân là của cậu ta. Cậu muốn hỏi thì đi mà hỏi cậu ta. Cậu không thể nói chuyện như vậy được. Hai cậu chẳng phải là có hứa hôn từ nhỏ sao? Gì vậy? Cậu không biết à? Đây tôi nói cậu nghe. Tối hôm đó trời tối gió to, đưa tay không thấy được năm ngón. Châu đại thiếu gia của chúng ta, cậu không thôi đi đúng không? Không nói nữa, không nói nữa. Đùa thôi, không nói nữa. Đợi chút nữa, đợi chút nữa. Tiễn Tiễn, học trưởng, em đến trung học Tâm Hải rồi cũng không tìm anh. Em sợ anh bận quá mà. Lớp 12, nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi. Đâu có đáng sợ như vậy. Em thì sao? Đến rồi cảm giác thế nào? Anh không lừa em chứ? Trường trung học Tâm Hải áp lực lớn, không phải là nơi em có thể đùa được. Học sinh ở cơ sở chính là học sinh trường ngoài, đúng là khác nhau. Em lại thấy cũng chẳng có gì to tát cả. Em đó, bình thường cứ suy nghĩ quá nhiều, làm quen với nhiều bạn bè vào. Có vậy cuộc sống cấp 3 ở Tâm Hải mới có ý nghĩa hơn. Em sẽ cố gắng. Nào, thử xem. Thịt kho tàu. Thịt kho tàu, món nổi tiếng của trung học Tâm Hải đó. Phúc lợi của lớp 12. Cậu xem, Nguyễn nhỏ là quen biết người đó. Ngon. Ai vậy? Tôi có nghe nói về người này rồi. Anh ấy tên là Tô Quách Tòng, là học sinh ban xã hội lớp 12. Người ta vừa dịu dàng vừa giỏi giang, thành tích học tập lại rất tốt. Đầu giống các cậu. Cậu là vì người ta đẹp trai sao? Hình như anh ấy cũng thi từ Khách Sơn vào đó. Thảo nào quen biết Quỷ nhỏ. Ăn cơm của cậu đi được không? Tôi nói cậu nghe, tôi nghe nói người này đỉnh lắm đó. Thành tích học tập vô cùng tốt, quan trọng là rất cố gắng. 3 năm chưa bao giờ rớt khỏi top 10. Cao thủ đó. Đẹp chưa nè? Tư Việt, cậu đã nghĩ xong là mua gì chưa? Cái gì? Tiền quà tặng ngày nhà giáo đó. Sáng nay tôi mới nói xong. Tính tôi nữa đi. Cậu đăng ký lên tin gì vậy hả? Người ta đến tìm cậu sao? Nói sao nhé. Đinh Tiễn, sách của cậu mới thật đó. Kỳ nghỉ cậu không đi học thêm à? Không có. Vậy thì cậu cũng không sót ruột nhỉ? Rất nhiều bạn trong lớp đã học xong hết chương trình kỳ 1 lớp 10 rồi. Học rồi thì sao chứ? Tôi cũng quên hết rồi. Cả kỳ nghỉ không được đi chơi. Còn tưởng thi lên từ cơ sở chính thì có thể thở dễ hơn. Nhưng chẳng phải lúc đó vẫn chưa phát sách giáo khoa sao? Cậu có thể mượn của các anh chị khóa trên mà. Suýt nữa tôi quên mất. Cậu không phải là học sinh của cơ sở chính nhỉ? Chả trách không mượn được. Cả lớp đứng. Chào thầy ạ. Các em ngồi đi. Tiết này chúng ta sẽ học về hàm số. Hàm số thực ra rất đơn giản, không có phức tạp như các em nghĩ. Chúng ta xem luôn câu hỏi trong kỳ thi đại học vừa rồi. Dạng câu hỏi này về cơ bản thuộc kiểu câu hỏi tặng điểm. Đạo hàm Fx dùng phương pháp nào để giải? Phương pháp hệ số bất định. Giải thế nào? Nói to lên. Phương pháp hệ số bất định. Đây đều là kiến thức đã được học rồi. Sao các bạn vẫn chưa biết vậy? Bạn nữ ngồi bàn sau kia. Đừng tìm nữa. Đừng nhìn nữa, là em đó. Đứng lên. Câu này giải thế nào? Em không biết. Cái gì? Em không biết à? Châu Tư Việt, em nói xem. Cứ xem cách mồm khác đi. Giờ chị đơ rồi phải không?
Phương pháp hệ số bất định chính là Fs bằng As bình thường cộng Bs cộng C. Áp dụng công thức này vào công thức đã biết, ta được A bằng 1/2, B bằng 2, lại có F0 bằng 2, nên ta được C bằng 2. Rất tốt. Cho tôi việc, em ngồi xuống đi. Em cũng ngồi xuống đi. Hiểu cả chưa? Hiểu rồi ạ. Có hứng thú à? Làm gì có. Cậu bớt tự sướng đi. Tôi là hỏi cậu có hứng thú với cuốn sách này không, chứ có hỏi là đối với tôi đâu. Lần này chắc không tính là tôi bắt chuyện với cậu trước rồi chứ. Bạn cùng bàn tạm thời. Vô duyên. Cậu ghi chép nhiều như vậy, có xem được hết không? Ai cần cậu lo? Đoạn này, chỉ có công thức này là có ích thôi. Cậu chỉ cần nhớ nó là được rồi. Thói quen cái gì cũng ghi của cậu, nếu cứ tiếp tục thì rất nhanh cậu sẽ bị loại khỏi lớp chọn đó. Chẳng phải cậu cũng vừa qua điểm chuẩn thôi sao? Cậu xếp thứ 45, tôi 38, cậu có tư cách gì nói tôi chứ?